Xin chào tất cả các anh chị các bạn, xin chào những người bạn, những người đang theo dõi kênh YouTube PA Marketing. Tên tôi là Nguyễn Phan Anh, PA có nghĩa là Phan Anh. Vâng, tôi là một chuyên gia về marketing từ năm 2008 đến nay. Hiện nay công việc chính của tôi là giảng viên đại học ở một trường đại học lớn tại Hà Nội, giảng dạy về chuyên ngành thương mại điện tử và marketing điện tử. Vâng, rất nhiều người ở trên kênh thì không biết tôi là giảng viên, cứ nghĩ tôi chỉ là dạy về marketing và chạy quảng cáo dịch vụ. Vâng, nhân đây thì cũng giới thiệu luôn là nếu mà các anh chị cần thuê tư vấn, thuê chạy quảng cáo, thuê viết hoặc lập kế hoạch phòng kinh doanh, phòng marketing, bán hàng, rồi bán hàng ra thị trường nước ngoài thì cứ thể liên hệ với tôi. Vâng, và video này là một cái video cũng rất là đặc biệt và cũng như là cực kỳ là khác biệt ở trên YouTube hiện nay. Đó là tôi hướng dẫn cho các anh chị và các bạn kỹ thuật các bước cơ bản để chạy quảng cáo trên nền tảng mạng xã hội Snapchat. Vâng, hay còn gọi là Snapchat Ads. Đây là thông tin liên hệ của tôi. Các anh chị có thể liên hệ với tôi ở địa chỉ facebook.com/PhanAnhOnline, hoặc là các anh chị tìm cái từ khóa là Nguyễn Phan Anh, có tích xanh đấy ạ, có tích xanh nhá, hàng xịn, hàng chuẩn. Nếu mà nhắn qua Facebook thì cũng phải báo hoặc là comment, bởi vì thường là Facebook nó hay rơi vào spam hoặc là tin nhắn chờ. YouTube các bạn đang xem là PA Marketing, và website của tôi cũng là PAmarketing.vn, công ty là PA Marketing, tôi có công ty đàng hoàng nhá. Vâng, là thầy, là CEO, là có công ty nên yên tâm hợp tác, được chưa? Email của tôi vẫn thường xuyên check, đó là phananhonline@gmail, email cá nhân. Còn email của công ty, của cơ quan này tôi không đề cập ở đây. Vâng, kênh Telegram là Phan Anh Online, thế nhưng mà tôi rất là ít check kênh này. Cho nên nếu mà các bạn mà muốn mà nhắn và thường xuyên nhất thì các bạn nên gọi hotline hoặc là nhắn Zalo. Đấy, hoặc gửi mail thì là dễ nhất với tôi. Thế còn nếu mà mọi người nhắc tôi là Telegram hoặc WhatsApp thì tôi đều có số điện thoại là 0989 623 888. Vâng. Ok, thì đây là phần thông tin của tôi. Vậy thì bây giờ để chạy quảng cáo trên nền tảng mạng xã hội Snapchat, hay còn gọi là Snapchat Ads, thì chúng ta sẽ làm gì, làm như thế nào? Thì chúng ta sẽ bắt đầu luôn. Tôi sẽ hướng dẫn thao tác và trình chiếu cho các anh chị và các bạn một số những cái bước cơ bản. Vâng, đầu tiên thì chúng ta sẽ mở trình duyệt lên, và chúng ta vào trình duyệt web. Và chúng ta vào trình duyệt web của để chúng ta vào cái địa chỉ thường gặp, thường thấy trong quảng cáo, đó là địa chỉ ads.snapchat.com. ads tức là quảng cáo. Vâng. Đấy, hoặc là các anh chị có thể cài app ở trên điện thoại, cài app ở trên điện thoại là cài cái app Snapchat lên. Vâng. Đánh vào địa chỉ là ads.snapchat.com. Được chưa ạ? Vâng. Trong lúc đợi nó tải một chút thì ta sẽ dành thời gian nói về cái ứng dụng mạng xã hội Snapchat này là ứng dụng gì và nó có những cái số lượng người dùng ra làm sao. Thì các anh chị có thể nhìn thấy ở đây, ở trang Statista, là một trang mà chuyên về thống kê về công nghệ về mạng xã hội Bristol, thì nó thống kê khá là chi tiết. Đến tháng 4 năm 2024 thì Snapchat có khoảng, đây chúng ta nhìn thấy, đây chúng ta có thể nhìn thấy, vâng, là bao nhiêu đây ạ? Riêng ở Ấn Độ là 202 triệu người sử dụng. Vâng, không hiểu tại sao lại người Ấn Độ lại sử dụng Snapchat nhiều như vậy. Người Mỹ, nơi khai sinh ra Snapchat, thì có 106 triệu. Vâng, cũng rất là nhiều, cũng chắc là cũng tương đương với TikTok. TikTok này có ít hơn, TikTok còn ít hơn ấy, khoảng đó. Twitter, vâng, các bạn có thể check thì cũng được, cũng sật là số lượng người sử dụng thì chúng ta sẽ biết ngay. Pakistan, vâng, 31,3 triệu, 93 triệu, sắp xỉ 32 triệu. Vâng, Pakistan thì chắc là người Việt mình không làm ăn gì với bên này rồi. France tức là Pháp, 27,5 triệu. United Kingdom, 23,06 triệu. Saudi Arabia tức là Ả Rập, đúng không ạ? Ả Rập, 22,7 triệu. Và người Ả Rập sử dụng
Snapchat rất nhiều. Đó là lý do tại sao mà những người anh em ở Ả Rập rất là hay liên hệ với tôi, nói rằng là thầy Phan Anh ơi, hướng dẫn tôi chạy quảng cáo trên Snapchat được không? Đấy, thì tôi làm cái video hướng dẫn sơ bộ này để hướng dẫn cho các anh chị. Vâng, đó. Rồi thì Germany tức là Đức khoảng độ 19,7 triệu, sắp xỉ 20 triệu. Iraq, vâng, khoảng 18 triệu. Egypt tức là đây là Ai Cập khoảng 17 triệu. Mexico khoảng 16 triệu. Vâng. Đó, Nigeria, vâng. 2K, vân vân. Đấy. Việt Nam thì chắc không có mấy người dùng rồi. Đấy. Thế thì những cái nước mà có nhiều người sử dụng Snapchat thì mình có thể chạy quảng cáo sang cái nước đó. Ví dụ như các bạn muốn bán hàng cho tuổi teen ở Mỹ thì chắc chắn Snapchat hay là Twitter là một sự lựa chọn tốt. Đây là những cái kênh mà rất là mới, rất là lạ và rất là độc đáo và không bị đụng hàng so với như là Facebook hay Google hay YouTube và gần đây là TikTok, đúng không? Ok, còn là các anh chị muốn chạy ở khu vực Ả Rập thì đây rồi, Snapchat cũng khá là ok. Hiện nay thì nền tảng này đang có khoảng 531 triệu người sử dụng trên toàn cầu. Đấy, khoảng khoảng đó. Vâng. Sẽ đạt được cái mức đó. Và cũng là lớn đấy ạ, cũng là lớn đấy. Vâng. So với Facebook, so với TikTok thì chưa là gì. TikTok nó bằng tỷ rồi, Facebook nó 2, mấy tỷ rồi. Vâng. Nhưng mà thế cũng rất là ok, được chưa ạ? Rồi, và hiện nay thì Snapchat có mặt ở 26 quốc gia và vùng lãnh thổ về việc chạy quảng cáo. Còn người Việt Nam có thể chạy quảng cáo trực tiếp từ Snapchat hay không? Câu trả lời là có. Vâng. Thế còn chạy sang nước nào? Thì đó là 26 nước mà Snapchat đang cho phép nhá. Còn người Việt mình thì chạy được. Ok. Đầu tiên là chúng ta vào địa chỉ Snapchat ads.snapchat.com. Đấy, ở đây thì chúng ta thấy là bắt đầu chạy quảng cáo này. Đấy, có công ty của tôi đây, PA Marketing này. Đấy. Và Snap thì đang cho chúng ta một cái chương trình khuyến mại. Nếu mà chúng ta chạy 50 đô la Mỹ tiền quảng cáo thì họ sẽ cho chúng ta một cái ngân sách trị giá 75 đô. Tức là đại khái là tặng thêm khoảng 50%. Tặng thêm khoảng 50%. Và đây cũng là một cái gợi ý, một cái gọi là hỗ trợ cho chúng ta. Vâng. Thế thì chúng ta ở đây chúng ta nhìn thấy là nó báo là How would you like to create today? Tức là bạn muốn chạy kiểu gì? Tạm dịch như thế. Instant create tức là tạo nhanh. Còn advanced create tức là tạo một cách chuyên nghiệp nâng cao. Đấy. Thì ở đây thì tạo đơn giản, còn đây là full control tức là có toàn quyền kiểm soát cái chiến dịch quảng cáo của mình. Vâng, và tôi nghĩ dễ nhất thì chúng ta nên chọn advanced. Và advanced đây ạ. Thì chúng ta có thể thấy rằng là đây là cái giao diện quảng cáo của Snapchat, nhầm, của Snapchat Ads. Thì về cơ bản giao diện cũng khá là giống Facebook, cũng khá là giống TikTok, hay đúng hơn là TikTok cũng giống Facebook. Thì chúng ta có thể thiết lập chiến dịch bằng cách là nhìn đây ạ. Có phần bên trái là New Campaign tức là chiến dịch này, Asset tức là quảng cáo này, đúng không ạ? New Ad tức là đây là bài quảng cáo. Review và publish tức là chúng ta đánh giá lại và chúng ta sẽ xuất bản chiến dịch. Rồi, đầu tiên thì chúng ta thấy là build your campaign tức là hãy thiết lập cái chiến dịch của bạn, hãy thiết lập cái chiến dịch của bạn. Vâng. Thế thì ở đây chúng ta thấy cũng có ba cột, có ba cột. Cột awareness tức là nhận biết, tức là chạy quảng cáo để nhận biết, bao gồm là hiển thị này. Rồi thì promote place tức là gọi là tạm dịch là quảng cáo các vị trí. À, thế còn ở giữa đây là consideration tức là cái phần về cân nhắc để cho khách hàng cân nhắc mua hàng. Thì chúng ta thấy có 2, 4, 6. 6 cái mục tiêu. App install tức là cài đặt app. Nếu mà chúng ta muốn có một cái ứng dụng gì chúng ta muốn có nhiều người cài đặt hơn, đặc biệt là cái giới trẻ của các nước như là Mỹ, như là Ấn Độ đúng không? Thì hay là Ả Rập thì tôi nghĩ là Snapchat rất là ok. Đấy, app installs.
Vâng, installs, ok. Drive traffic to website, tức là tạm dịch là lưu lượng truy cập vào website. Tiếng Việt của mình là dùng cái từ là lưu lượng, giống như là Facebook ấy. Đấy. Rồi, drive traffic to app, tức là đưa cái lưu lượng đấy về ứng dụng của chúng ta. Đấy, về ứng dụng của chúng ta để họ nghiên cứu, họ xem, họ cài, đúng không? Rồi, engagement, tức là tương tác bấm like, thả tim, follow, rồi thì bình luận, inbox, đó chính là engagement. Vâng. Video views, tức là cái lượt xem của video. Lượt xem của video. Mình có một cái video mình đưa lên, sau đó mình muốn nhiều người xem hơn, quảng cáo thương hiệu chẳng hạn, đúng không? Thì mình bỏ tiền vào Snapchat, mình chạy. Và cuối cùng trong cái cột consideration đấy là lead generation, tức là tạo ra các cái khách hàng, danh sách khách hàng. Lead ở đây tức là các danh sách khách hàng. Trong marketing chúng ta hiểu nôm na như vậy. Vâng, và cột thứ ba là conversion, tức là chuyển đổi. Thì gồm có là app conversion, tức là chuyển đổi để mà cài app của chúng ta. Hay là web conversion, tức là chuyển đổi trên website. Và catalog sale, tức là bán hàng trên catalog. Đấy, thì các cái công dụng của nó thì về cơ bản là giống như là Facebook, đúng không? Chúng ta chạy thương hiệu, chúng ta chạy cài app, chúng ta chạy truy cập web, chúng ta chạy tương tác, chúng ta chạy lượt xem, vân vân. Thì chúng ta đều có thể chọn. Đấy. Thế thì ví dụ ở đây, ta thử chọn là drive traffic to website đi. Vâng. Đấy. Đấy. Mục tiêu của chúng ta là đưa khách về website nhiều hơn. Chúng ta đặt tên campaign, đúng không? Là PA marketing. Đấy. Testing đi. Ví dụ thôi. Ngày bắt đầu và ngày kết thúc đây. Hôm nay là ngày mùng 5 tháng 8 năm 2024. Chúng ta nhìn thấy ngày mùng 5 tháng 8 đây. Giờ đây. Vâng. 6 giờ AM. AM này chắc là cái khung giờ này ở đâu. Chứ còn giờ này giờ Việt Nam đang là 8 giờ tối rồi. Không biết chắc đây giờ Mỹ hay là giờ của Ả Rập hay không biết nữa. Hôm trước tôi set cái tài khoản ở Ả Rập. Đấy. Mình có thể đặt ngày kết thúc, đúng không? Ở đây. Rồi, cho nó sang đây một tí. Rồi. Daily spend cap. Vâng. Đấy, thì ở đây là gì? Chúng ta có thể là set a limit on how much the campaign can spend per day. Tạm dịch là chúng ta có thể thiết lập một cái mức ngân sách hàng ngày. Vâng, một cái mức ngân sách hàng ngày theo kiểu là giới hạn. Đấy. Hoặc là theo toàn thời gian. Được chưa ạ? Thế chúng ta cũng có thể là bỏ qua hoặc là chúng ta điền vào đây. Đấy. Rồi, đến phần asset, tức là phần tạm dịch là phần chiến dịch, đúng không? Đấy, chiến dịch ở đây thì mình có thể đặt tên một cái chiến dịch gì đó, mình thích đặt tên nào thì đặt. Đấy. Rồi mình có thể sử dụng Snapchat Pixel, chính là gắn mã theo dõi của Snapchat vào cái website của mình để mình theo dõi cái traffic làm sao cho nó gọi là hiệu quả, rồi thì có thể tối ưu được target sau này. Đây chúng ta cũng có thể gắn là Snapchat app ID tracking, tức là để xem là khách hàng có vào app không, có truy cập tải app hay không, để theo dõi, để đo lường. Thì hầu hết như là cái này đều như là Google, Facebook đều cung cấp cái tính năng này hết. Vâng. Tiếp tục là phần budget and schedules, tức là ngân sách và lịch chạy, lịch trình ngân sách. Đấy, ví dụ như là đây là ngân sách này là bao nhiêu đô Mỹ đấy. Đấy. Theo daily budget hoặc là lifetime budget, là hàng ngày hoặc là trọn đời. Thí dụ như mỗi ngày mình chạy 1 triệu thì mình để khoảng 40 đô thôi. Đô giờ 25 rồi. Đấy, thì để daily. Hoặc là mình để là mình chạy 1.000 đô trong 10 ngày. Đấy, thì mình để là lifetime. Đó. Và mình sẽ thiết lập là ngày bắt đầu và ngày kết thúc. Ví dụ như ngày bắt đầu là ngày mùng 5. Thì ngày kết thúc nó sẽ là ngày khoảng 12. Đây. Thì 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Đấy, thì mình chọn đến ngày 15 đây. Thì như vậy là tương đương với, đây mình đặt hẳn 1.000 đô luôn. Tương đương với mỗi ngày là 100 đô. 100 đô Mỹ. 100 đô Mỹ. Ok, 100 đô Mỹ giờ khoảng 2 triệu rưỡi. Tất nhiên là phải làm video thì biểu diễn thế thôi, chứ còn chạy mà căng đét thì chết, đúng không? Chạy từ từ thôi, ngân sách thấp thôi. 5 đô, 10 đô testing thôi. Đấy, lịch trình chạy đây. Ask dealing. Đấy, đây. Run as all the time, tức là chạy chiến dịch toàn thời gian, không có ưu tiên vào khung giờ nào. Đấy, hoặc là run as on a schedule, tức là mình chạy theo lịch. Cái này nó sẽ là một tuần 7 ngày và một ngày có 24 giờ. Đấy, nó sẽ ra cái khung như này. Bôi bôi. Đấy, y chang thằng Facebook. Đấy, y chang thằng TikTok nó cũng có. Nhưng thông thường thì mình cứ để chạy run as all the time là được. Rồi đến cái phần goal, tức là mục tiêu. Mục tiêu là mình đã chạy web thì mình sẽ tăng cái lượt truy cập vào web clicks. Đấy nha, mình chọn cái loại này. Đấy. Bid ở đây là giá thầu, cách mình đặt thầu như thế nào. Ví dụ như là auto bid, nó recommend cho mình là để auto bid, để tự động. Thứ hai là target cost, tức là cái chi phí mục tiêu. Và cái max bid, tức là cái mức tối đa. Đấy, thì thông thường nhé, thì thực ra nếu mà mình chạy target cost hoặc là max bid thì rất là tốt. Nhưng mà thông thường chiến dịch nó không chạy. Tôi đã chạy thử trên Facebook và nó đếch chạy luôn. Tôi để là tin nhắn là tối đa 20.000 một tin, thế nhưng mà nó chạy hết cả 100.000 không ra tin nào. Thế mới ác. Rồi tiếp tục là phần placement, tức là phần vị trí hiển thị. Thì ở đây mình cũng có là automatic placement, tức là các vị trí tự động. Nó sẽ hiển thị ở trên Snapchat. Hoặc là mình có thể chọn các vị trí ở đây. Đấy, between content này, user story này, public story, create story này, spotlight này. Đấy, theo tôi thì để auto là được rồi, đúng không? Mình chưa hiểu về con này lắm thì mình để như thế. Còn sau này mình hiểu hơn, mình có kinh nghiệm chạy hơn thì bắt đầu mình chọn một trong số các cái phần này bằng cách là mình chọn edit placement. Tức là chọn cái vị trí quảng cáo theo ý của mình thủ công. Đó. Vâng. Đây có cả cameras đây. Location, tức là cái vị trí mình muốn chạy quảng cáo là đến đâu. Thì cái phần này thì tôi có nói là hiện nay thì nó cho mình chạy 26 nước. Đây, chúng ta có thể nhìn liệt kê các nước. Đấy, chắc chắn là không có Việt Nam rồi. Không có Việt Nam bởi vì lượng người dùng quá ít, đúng không? À, gồm có đây này, Ả Rập này, các tiểu vương quốc Ả Rập này, Thái Lan này, Sinh này, rồi thì Ả Rập Apira này, Qatar này, Philippines này, Palestine này, rồi Pakistan, Oman này, rất nhiều nước Ả Rập, Malaysia này, Lebanon này, Kuwait này, Kazakhstan này, Jordan này, Japan này, Israel, Iraq, Indonesia, India, Hong Kong và cái gì đây? Bahrain. Vâng. Đấy. Đấy. Ví dụ như đây mình có thể chọn một số nước đây như là Bắc Mỹ này. Thì có Canada, Costa Rica, Dominican Republic, đúng không? Mexico, Puerto Rico. Đặc biệt là Mỹ. Đặc biệt là Mỹ thì cái này mình bỏ đi. Ví dụ mình không muốn bán sang Costa Rica thì mình bỏ đi. Mexico bỏ đi. Mình chỉ chạy sang Mỹ thôi. Hay Canada thôi, đúng không? Đấy, thì mình chọn nhá. Và cái này thì cũng không chọn được tỉnh rồi. Giống như Facebook, đúng không? Đấy. Thì đây thử vào Mỹ xem là có chọn được sâu hơn không nào. Đấy, dạng là state này, bang gì này. Đấy, bắt đầu có bang này. Đấy. Chọn từng bang được, rất là tốt. Rất là tốt. Cái này thì giống Facebook rồi. Ok. Chạy cả nước Mỹ hoặc là chọn bang được chưa? Demographics, tức là tạm dịch đấy là cái phần nhân khẩu học, tuổi tác, giới tính, khu vực, vùng miền, đúng không? Và Snapchat thì rất là tuyệt vời cho chạy từ 13 tuổi cho đến 50 tuổi. Facebook thì 18 cho đến 65, nhưng mà Snap thì nó trẻ hơn.
Snap giới trẻ nó dùng nhiều lắm. Nếu mà các bạn bán cái gì cho teenager thì Snap là một công cụ tốt. Đấy, hoặc là chạy sang khu vực Trung Đông, rất nhiều quốc gia sử dụng Snap. Audience tức là cái phần khán giả người xem quảng cáo thì mình chọn thông qua lifestyle này, phong cách sống này, rất nhiều các tiêu chí. Cái này gần giống Facebook Visitor này. Thì là Snapchat đây có thể có rất nhiều những cái loại visitor để mình kiểm tra. Rồi, tiếp tục là device tức là cái phần thiết bị. Các cái thiết bị mà đang sử dụng trên Snapchat hay là Snapchat đang được cài trên nào. Ví dụ như tôi mà cài Snapchat trên điện thoại iPhone của tôi thì nó các bạn chọn iOS là ok. Đấy, iOS thì tôi nghĩ là khách nó VIP hơn đúng không? Rồi mình cũng có thể chọn các hãng này. Apple này, iPad này bao nhiêu này, iPhone bao nhiêu này. Vâng, tuyệt vời không ạ? Cái này thì Facebook bây giờ không được nhắm chọn. Nhưng thế nhưng mà không hiểu tại sao Snap lại có. TikTok cũng có luôn. Thì chọn những cái thiết bị đời cao thì nó sẽ nhiều tiền hơn, giàu hơn, đúng không? Rồi connection type tức là kết nối loại gì? Mạng sóng 3G, 4G, 5G hay là Wi-Fi? Đấy, các nhà mạng cụ thể. Nhưng mà đây là nhà mạng ở quốc gia khác nhé. Không phải, và đây không có Viettel và Thiết gì đâu. Đấy, những cái nhà mạng ở châu Âu hay ở Trung Đông chẳng hạn. Rồi. Delivery đúng không ạ? Vâng, đến đâu? Đấy, thì thôi cái phần này mình để luôn, cứ để là active là xong. Next. Rồi, bây giờ đến phần ad detail. Tức là cái phần này là cái phần chiến dịch cụ thể đây. Ad detail thì chúng ta có là dạng là gì? Single image tức là một ảnh thôi. Story tức là dạng đấy là dạng tạm dịch là câu chuyện ở trên 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 tường ấy. Story của Facebook hay story của Messenger chúng ta thường thấy. Thực ra là thằng Facebook nó đi ăn cắp, đi sao chép của thằng Snapchat thôi. Đấy, hoặc là collection. Collection đây. Đấy. Dạng này dạng collection và AR tức là cái dạng là sử dụng những cái kính thực tế ảo. Cái này thì chỉ có Snapchat có, Facebook tôi chạy không có, TikTok tôi chạy không có, Google tôi chạy không có. AR là kính thực tế tăng cường ảo. Thế hiệu quả của nó đến đâu thì các bạn phải test hoặc là các bạn phải làm việc với tôi nhá. Đấy. Đấy, chọn đến cái public profile của mình, đặt tên cho nó đó, rồi up ảnh, up video lên đây. Đấy, rồi đưa website vào đây. Đấy, rồi có thể đưa thêm cái mã tracker vào đây. Và sau đó thì chúng ta bấm vào Review and Publish là chúng ta đệ trình cái chiến dịch quảng cáo. Thì đấy là tôi mới hướng dẫn cơ bản các bước. Cơ bản các bước. Thế còn nội dung nó như thế nào? Sản phẩm của nó nên chạy là gì? Ở thị trường nào nên nhắm chọn ra sao? Nên nhắm chọn vào sở thích như thế nào kỹ hơn đấy, rồi thì tối ưu của nó như thế nào, ví dụ như là hình ảnh bao nhiêu pixel, dạng vuông hay dạng dọc đấy, rồi thì landing page ngôn ngữ gì đấy, rồi thì chạy AR thì như thế nào, thì chúng ta cần phải có thêm thời gian để nghiên cứu, để trải nghiệm. Thế rồi thì phân bổ ngân sách chạy chạy truy cập web là mục tiêu đấy, hay là chạy tương tác, hay là chạy cài app như thế nào. Vâng, nếu như các bạn mà có những cái ứng dụng mà muốn chạy sang thị trường Ấn Độ, app mà chạy sang thị trường Ấn Độ thì các bạn có thể là chạy trên Snapchat rất là tốt, thử nghiệm xem. Người Ấn Độ sử dụng nhiều nhất, hơn 200 triệu người dùng Snapchat. Hoặc là chạy cho Facebook, hay là xin lỗi, chạy cho Mỹ, chạy cho các nước như Canada thì cũng rất là tốt nếu như bạn muốn bán hàng sang thị trường nước ngoài. Vâng, thì hiện nay có rất nhiều các công cụ lạ mà chúng ta có thể tiếp cận ở thị trường nước ngoài được. Đấy. Trong cái kênh PA Marketing của tôi thì tôi có hướng dẫn về Telegram, về Twitter hay là X, bây giờ ông Elon ông đổi thành X rồi, về Tinder tức là chạy quảng cáo trên phần mềm Tinder, về cái công cụ số 4 tôi đang hướng dẫn là Snapchat. Snapchat. Thế rồi thì có cả Pinterest nữa. Đấy, sau tôi sẽ làm thêm.
Và một số những cái nền tảng như là Amazon, như là Etsy, như là eBay thì những cái loạt video tiếp theo tôi sẽ cố gắng là hướng dẫn thêm cho các bạn. Tất nhiên đây mới chỉ là những cái phần cơ bản nhất nhá. Vâng. Và các anh chị có bất kỳ yêu cầu nào cần tư vấn, cần trợ giúp, cần đào tạo, được chưa ạ? Xin vui lòng hãy liên hệ với tôi, giảng viên Nguyễn Phan Anh, để được tư vấn và trợ giúp qua cái thông tin liên hệ ở đây. Các bạn đã biết rồi, được chưa ạ? Vâng. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Xin cảm ơn.